Hi, chào mừng tất cả các anh chị đã đến với Sinh Giản Channel. Trong cái video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật cái chức năng Landing Page của Elemental. Các bạn biết là Elemental vừa mới ra mắt vừa mới update cái phiên bản 3.1. Thì như các bạn thấy đây, thì có anh Ben đã giới thiệu phiên bản 3.1. Nhưng mà nhiều bạn không biết cách bật cái chức năng Landing Page này là như nào, đúng không ạ? Thì trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn bật cái chức năng đó. Vậy các bạn vào chỗ website các bạn vào chỗ dashboard này. Sau đó các bạn thấy này, bình thường ấy thì landing page nó xuất hiện chỗ cái template này, đúng không ạ? Nó sẽ có landing page, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì không thấy ở đây, thì chúng ta cần làm một số bước không xuất hiện ở đây bởi vì ta chưa bật cái chức năng đó. Các bạn cần phải vào chỗ Elemental này, sau đó vào chỗ setting, click vào chỗ setting này. Sau đó các bạn thấy này, cái chỗ experiment, cái chỗ experiment này là cái vừa mới ra mắt của Elemental 3.1 nha. Các bạn click vào đây này, rồi các bạn thấy rất là nhiều cái ra mắt đây, nhưng mà cái video này mình sẽ chỉ cho các bạn bằng cái chức năng landing page. Thì các bạn thấy chỗ này này, landing page ở đây, các bạn click vào đây, sau đó các bạn nhấn vào activate, sau đó các bạn nhấn vào save. Đó đó, khi mà các bạn nhấn save thì các bạn quay lại cái chỗ mà template này, các bạn thấy ạ, landing page nó đã nằm đây nhé. Sau các bạn click vào đây, đó thì đây chính là landing page của các bạn. Các bạn vừa mới các bạn có thể tạo bất kỳ những cái landing page nào các bạn muốn. Ví dụ này, các bạn vào cái chỗ new này, đó các bạn vào chỗ new này, các bạn thấy ạ, có rất nhiều landing page đây. Bình thường là nó sẽ có blog và template ở đây, đúng không ạ? Còn bây giờ là mình đã có landing page đây rồi. Các bạn có thể chọn theo chủ đề nha. Ví dụ như các bạn chọn theo, các bạn làm affiliate marketing thì có thể chọn ebook này, hoặc là các bạn có thể chọn bán hàng này, các bạn có thể chọn chỗ WooCommerce này này, rất là nhiều cái trang đẹp mà các bạn có thể chọn để là những cái landing page cực kỳ đẹp để chạy quảng cáo trên Facebook và Google đó. Các bạn thấy ạ, Educase bán khóa học này và rất là nhiều thứ khác, ví dụ Health Infinite này, rất là nhiều thứ khác này, Online Service này, đó và nhiều thứ khác nữa. Ví dụ Travel, bạn nào làm du lịch thì cũng có thể chọn những landing page này để làm, đúng không ạ? Đó, nó cực kỳ tuyệt vời nha. Đó thì các bạn chỉ cần click vào Insert, sau các bạn sửa là được nha. Cái này rất đơn giản, mình sẽ không nói chi tiết về cái phần này bởi vì mình nghĩ là nhiều bạn biết phần đó. Vậy mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình hy vọng là cái video này đã giúp ích cho các bạn điều đó để bật cái chức năng mà tạo landing page trong Elemental Pro 3.1 nha. Đó, mình hy vọng các bạn sẽ thích cái video này. Nếu bạn thích cái video này, hãy cho mình một like và một subscribe, bởi vì mình sẽ làm nhiều video và những kiến thức chia sẻ về kinh doanh online và thiết kế website. Mình cảm ơn các bạn và mình sẽ gặp các bạn trong video tiếp theo.